rồi mình sẽ ăn cái đùi thôi nha. Nó ngon như nha, cái vị nó như thế nào nhá. Nè các bạn, cái này mình mới mua hàng online từ Red Food này. Đây là nguyên một con gà barbecue. Thì đây thì mình mở cho các bạn coi nha. Đó. Nguyên một con gà barbecue. Ngon. Đây, gà thì còn có thêm một cái phần, cứ mua một phần thì có một cái phần rau với lại một cái phần french fries này nè các bạn. Đó. Giờ mình sẽ bỏ ra đĩa. Nè gà đây là gà barbecue ở bên Sinh nha các bạn. Có một phần như vậy nha. Một phần như vậy là bao nhiêu ta? Để mình coi cái nha. Nhưng mà nhìn rất là ngon nha các bạn. Rất là nhiều người mua. Nha. Hôm nay mình mới đặt cái hàng online nè các bạn. Một cái món gà mình đổ ra này nha các bạn. Các bạn nhìn ngon không? Đó, nguyên một con gà như vậy nè. Đó, nguyên một con gà như vậy. Nếu mà mình mua mua trực tiếp thì rẻ hơn. Còn mình mua online là khoảng 15 đô 90 nha các bạn. 15 đô 90, mà nếu cộng thêm phí nữa là những 3 đô nữa đó. Thì cái này mình có discount cho nên mình trả có 15 đô 90 thôi. Thì đây là một cái loại gà ở bên Sinh nè các bạn. Là gà này làm gà barbecue nè. Gà này thì của một cái thương hiệu của người Sinh nè. Và cứ một phần gà như vậy đó thì sẽ cộng thêm có một cái khoai tây chiên nè, cộng thêm cái rau nè, có mayonnaise ở trong đó. Thì là gà này thì rất được ưa chuộng nha các bạn. Thì hôm nay mình cũng muốn quay giới thiệu cho các bạn coi với lại cái gà này á, là một phần như vậy á là khoảng 265.000 tiền Việt Nam đó nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ ăn để coi như thế nào nha các bạn. Mình sẽ lấy một cái đùi nha. Nhìn ngon. Ăn cái đùi nè. Xé đi. Ăn cho nó hoành tráng. Rồi mình sẽ ăn cái đùi thôi nha. Nó ngon như nha, cái vị nó như thế nào nhá. Con gà này bạn phải chấm cái tương ớt nè, nó mới ngon. Gà rất là vừa ăn nha các bạn. Nhìn màu nó cũng ngon nè. Mình sáng lên cái đùi gà này các bạn. Nhìn ngon lắm. Gánh cơm. Ngon. Wow, này. Gà thì rất là vừa ăn. Người ta đã ướp hết rồi. Và cái thứ hai nữa là gà này á, là cái con cũng có cái độ dai nha, chứ không phải như gà công nghiệp nha các bạn. Gà công nghiệp á, người ta ăn á, nó sẽ bị bột, nhưng mà cái gà của cái Tender Best này á là gà người ta dạng gà mà có cái độ dai thôi, nó không có bột, nó ăn rất là ngon. Nên lần nào ăn cũng muốn quay trở lại cái cửa hàng này ăn à. Đó. Mà nếu mình ăn vậy mình ăn kèm thêm cái khoai tây chiên này các bạn, mà chấm với cái tương ớt này cũng ngon hết chả hết sợi luôn. Nếu mà ăn trực tiếp ở cửa hàng nó còn ngon nữa. Đợi cái này á, mình nhập online thì nó vẫn còn nóng, nhưng mà nó không được nóng bằng trực tiếp ở cửa hàng ăn sẽ giòn ngon hơn. Ừ.
Kèm với cái rau này nè các bạn, rau dạng như là rau bắp cải á, mayoni à, mayoni á. Mà một phần như vậy á, nhưng mà con gà như vậy thì phải không? Ăn làm đó thì 2 người, còn nếu mà yếu thì phải 3-4 người ăn. Cái nhiều các bạn, nếu mình ăn không thể nào mình hết được. Mà cái nào cũng ngon, khoai tây cũng ngon. Mình ăn đến cái phần cánh này. Ăn gà thì ăn cánh, thật ra cái phần đùi với phần cánh là 2 phần mình thích nhất. Thật ra có dao cắt được nhưng mà thôi lấy bẻ luôn ăn cho nó ngon. Nè, cái cánh này. Thật ra cánh nó còn có khúc này nữa mà thôi, ăn vậy. Các bạn. Chấm miếng cơm ngon cực kỳ. Đấy, một miếng rau sống nữa. Ngon ba cháy không? Này cũng lâu rồi mình không ăn lại. Gà này rất là ướp ngọt, dai rất là thích nha các bạn. Ai cũng thích dầu mỡ, tại gà này có gà chiên. Gà chiên nữa. Ai mà muốn thích ăn gà dầu mỡ thì ăn cái loại này nó ngon cực kỳ. Sinh thì vẫn còn trong thời gian giãn cách xã hội nha các bạn, cho nên là mua hàng online rồi ạ. Mua cái này mình dọn online cũng nhanh, có 15 phút là tới. Nhưng mà mua online thì phải trả phí 3 đô chính á. Nó ngon. Online cái rep food này nó cũng mạnh đó các bạn. Nó mở toàn bộ hệ thống ở bên toàn bộ phủ toàn bộ Singapore luôn. À, cái cửa hàng nào mà apply cái Facebook này nó như là các bạn khởi lên những cửa hàng nào mà đăng ký á, nó có một phần để đăng ký là bán cho toàn Singapore, nếu mà mở bán thì là nguyên cái, không phải chỉ có một cái khu phạm vi nhỏ mà là toàn Singapore có thể mua kè, mua tất cả những món này ưa thích hết thì có thể mua hết. Ăn tay luôn á. À. Này không bóc nó mới ngon. Ngon. Cực kỳ ngon.
Nhưng mà cái ăn cái này, bạn ăn với cái tương này nó mới thật sự là hấp dẫn nha các bạn. Bạn ăn gà này mà không ăn với cái tương ớt này là rất là phí. Thực ra còn có một loại tương ớt khác mà mình không thích, mình thích cái loại tương này không? Hương hiệu tên cho phép nè các cái cửa hàng này mình đặt mua thì ở 447 nè, 447 Bukit Batok Avenue 6 đó. Một cái già này ngon quá, mắc cỡ. Món gà ăn rất là thơm, nó nóng, nó thơm. Và nhìn là, lúc mà mở ra thì đã rất là hấp dẫn rồi. Và ăn kèm theo cái khoai tây với lại cái khoai trộn cũng tương ớt. Thì cái giá này nó cũng hợp lý chứ không có mắc nha các bạn. Tại vì một con gà này không, nếu mà bạn ra siêu thị mà mua nó cũng khoảng 9 hay 10 đô rồi đó. Rồi không, còn thêm mấy phần này nữa. Nói chung là được chứ không có mắc. Ngon. Lâu ngày mai chúng ta ăn ngon vịt. Ngon ngày mà ăn kèm với rau mà ngon tuyệt tuyệt. Phải nhiều khi sợ ăn ngán. Đây cái gà nè, người ta đã ướp rồi cho nên vị nó vừa phải, không có mặn lắm mà nó vừa ăn. Và cái thứ hai nữa là thịt của gà nó không có bị bột. Mình không có thích ăn gà công nghiệp mà nó bột hay là bột đâu. Mình chỉ thích ăn gà ta thôi. Những bạn nào Việt Nam thì thích ăn gà ta, những cái gà hơi dai dai á, thì cái gà này nó vậy. Nó không có quá, nó không có quá dai như gà tay mình, nhưng mà nó vừa phải thôi các bạn. Nó ăn được rất là hợp lý. Cái này như vậy hết sức ngon. Ngon quá. Trước đây mình nhìn thấy là nó không thịt, nó cái bột dai mà. Mọi người sinh ở bên này người ta không có thích ăn gà dai nha các bạn. Như Việt Nam mình thích ăn gà ta tại nó dai, nhưng mà người sinh người ta không thích. Nhưng mà gà này người ta thích, tại vì gà này nó không có dai quá, nó thích là nó vừa phải lắm. Nó hơi hơi dai thôi nên ăn rất là ngon. Video của mình thì đến đây đã kết thúc nha các bạn. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe. Và hy vọng là các bạn sẽ đón xem những video tiếp theo. Các bạn đừng quên share, subscribe, nhấn đăng ký nha các bạn. Và nhấn cái chuông mà bên phía bên tay phải đó để ủng hộ kênh của mình nữa. Và nhấn like nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều.